Để có được những suất cơm chay ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng, mỗi ngày những thành viên trong nhóm thiện nguyện Không Đồng Thanh Hóa phải dậy rất sớm, chuẩn bị để kịp phát cơm trước 11 giờ. Thời gian đầu, nguồn thực phẩm duy trì bếp ăn chủ yếu do các thành viên của nhóm tự đóng góp. Lâu dần có nhiều người biết đến hoạt động ý nghĩa này nên đã cùng chung tay ủng hộ. Đầu tiên là giúp đỡ những bệnh nhân và những người cơ nhỡ, những ai thích ăn chay thì đến đây nhà ăn đều đón tiếp. Ngoài ra thì còn là nơi để hội tụ kết nối những tình thương yêu của cộng đồng, muốn lan tỏa những bữa cơm chay để bảo vệ môi trường. Nhà ăn Không Đồng của nhóm tình nguyện Không Đồng Thanh Hóa được triển khai từ đầu năm 2021 và đến nay vẫn đều đặn phục vụ hơn 200 suất cơm mỗi ngày cho bệnh nhân nặng, người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thực đơn của nhà ăn đều được thay đổi theo ngày, từ 3 đến 4 món để vừa đảm bảo chất dinh dưỡng, vừa không làm ảnh hưởng đến khẩu vị của người ăn. Những người chạy thận như chúng tôi chạy đến 9-10 năm nay rồi thì thấy là nó vẫn giúp được một số cái bữa ăn trong hàng ngày của chúng tôi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cơm ở đây nấu rất ngon, mà nấu theo yêu cầu, bữa thì ăn canh, bữa người thì ăn vừng cũng có, người ăn lạc cũng có, đầy đủ theo yêu cầu của người ăn. Xin cảm ơn. Từ khi thành lập cho đến nay, nhà ăn Không Đồng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người lao động, bệnh nhân nghèo. Sự xuất hiện của những quán cơm nghĩa tình này không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, mà còn giúp bệnh nhân người lao động nghèo giảm được phần nào gánh nặng mưu sinh, nỗi đau, bệnh tật.